B, hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50, gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Câu tục ngữ ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt 3 chấm gì? Nước, ruộng. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ 3 chấm thưa che mắt thánh? Rèm, vải, manh hay là... Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Loại quả nào trùng với tên một loài chim? Nho, táo, kiwi hay là... C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Trong bộ truyện 1001 đêm, Alibaba đã phải đối mặt với băng cướp gồm bao nhiêu tên? D, hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Hỏi xin mời. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Ba lô là gì? Một loại áo, một loại mũ. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Nhà thơ Pushkin được mệnh danh là mặt trời của thi ca nước nào? Pháp, Bỉ, Đức. Gọi điện. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Anh xin... Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. D, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 8. Nhạc hiệu đầu tiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam là giai điệu của ca khúc nào? Diệt phát xít, ca ngợi tổ quốc, chiến... Hỏi. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi chọn phương án A. Tôi xin gợi ý cho người chơi là đáp án A. Tôi xin gợi A. Và đáp án đúng của câu này A. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9.
đáp án D. Và đây là một đáp án D. Hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 10. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này hoàn toàn chính xác. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 12. Phương án B. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 13. Xin mời câu hỏi số 13. Lựa chọn phương án C. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 14. Loài động vật nào ở nước ta còn được đồng bào dân tộc Rackley gọi là min? Xếu đầu đỏ, bò tót. Câu B. Và đây là một đáp án B. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 15. Đáp án của bạn là B. Và đây là một đáp án. Lựa chọn vừa rồi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Tôi có người chơi cùng chiến thắng 150 triệu. Thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn.